Bản tin Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ngày 16 tháng 5 cùng những nội dung chính sau đây. Thêm một ca bệnh nhập khẩu, Anh vượt lên dẫn đầu số người tử vong vì Covid-19. Tổng thống Trump đồng ý nối lại tài trợ cho WHO. Nhiều học sinh nhập viện sau khi uống nước giải khát. Chẩn đoán ung thư vú bằng trí tuệ nhân tạo. Trước khi vào nội dung chính của bản tin, các bạn đừng quên subscribe kênh để xem những video thú vị tiếp theo của kênh nhé! Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19, tính đến 6 giờ ngày 16 tháng 5, Việt Nam ghi nhận thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2 là hành khách trên chuyến bay về nước từ Mátxcơva, Nga, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Hiện bệnh nhân được chuyển cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương. Trong cộng đồng, Việt Nam bước sang ngày thứ 30 không có ca lây nhiễm. Tới 6 giờ sáng nay 16 tháng 4, tổng số người nhiễm virus corona toàn cầu là hơn 4,6 triệu người. Châu Âu vẫn là khu vực bị ảnh hưởng dịch nặng nhất với tổng số hơn 1,8 triệu ca nhiễm và hơn 165.000 người chết. Hiện tại, Anh đang là nước có số người chết vì Covid-19 cao nhất với 33.998 ca. Các nước sau Anh là Ý, Pháp, Tây Ban Nha. Một số nước châu Âu đã bắt đầu mở cửa lại biên giới và các bãi biển. Một số nước tuyên bố hết dịch, mặc dù vẫn còn ghi nhận ca nhiễm mới. Cuối ngày 15 tháng 5, đài Fox News dẫn một bức thư dự thảo gửi Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đồng ý tài trợ một phần lại cho WHO bằng với phần đóng góp của Trung Quốc. Bất chấp những thiếu sót, tôi tin rằng WHO vẫn có tiềm lực to lớn và muốn nhìn thấy WHO sống với tiềm lực này, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu hiện nay. Đó là lý do tôi quyết định nước Mỹ sẽ tiếp tục là đối tác và làm việc với Tổ chức Y tế Thế giới. Trung Quốc đã nợ thế giới rất nhiều và có thể bắt đầu bằng việc chi những khoản tài trợ công bằng cho WHO. Nếu Trung Quốc tăng tài trợ cho WHO, chúng tôi sẽ cân nhắc để điều chỉnh cho thích hợp. Bên cạnh đó, Trump thông báo Mỹ đã chọn được 14 loại vaccine COVID-19 tiềm năng từ cả trăm loại để đầu tư phát triển và hy vọng sẽ có vaccine vào cuối năm hoặc sớm hơn. Ngày 16 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện An Dương, thành phố Hải Phòng xác nhận tại trường tiểu học Quốc Tuấn vừa xảy ra việc nhiều học sinh nhập viện do đau bụng, chóng mặt, buồn nôn sau khi uống các chai nước giải khát. Trước đó, trong giờ giải lao chiều 15 tháng 5, tại phòng lớp học 5B, cô giáo mang thùng nước giải khát đến cho học sinh trong lớp uống. Đến khoảng 16 giờ 15 cùng ngày, một số học sinh kêu đau đầu và đau bụng. Các em được đưa đến trạm y tế xã sơ cứu ban đầu. Đến ngày 16 tháng 5, tình hình sức khỏe của tất cả học sinh đều cơ bản ổn định, không có trường hợp nào nguy hiểm đến tính mạng. Ông Lương Thế Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Dương cho biết, chúng tôi quán triệt tới các trường ở huyện phải thực hiện nghiêm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm học đường, tuyệt đối không sử dụng thức ăn đồ uống không rõ nguồn gốc, đặc biệt đồ ăn thức uống bày bán tại các hàng quán ở cổng trường, lề đường. Người phụ nữ 44 tuổi bị biến đổi giọng nói vào bệnh viện ung bướu khám, phát hiện u tuyến nước bọt, giải phẫu xác định ung thư. Theo tiến sĩ bác sĩ Đàm Trọng Nghĩa, trưởng khoa ngoại đầu cổ, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, u tuyến nước bọt chủ yếu gặp ở tuyến mang tai chiếm 80-90% và tuyến dưới hàm hầu hết là u tuyến lành tính. Điều trị u tuyến nước bọt chủ yếu bằng phẫu thuật. Tuyến nước bọt phụ như tuyến dưới lưỡi, vùng khoang miệng ít gặp, chỉ khoảng 10%. Tuy nhiên, u tuyến nước bọt phụ có tỷ lệ ung thư hóa khá cao, chiếm từ 70-80%. Bác sĩ khuyến cáo khi phát hiện có u tuyến nước bọt phụ kích thước lớn hơn 5mm nên được phẫu thuật và điều trị sớm. Nếu không được chẩn đoán điều trị kịp thời, khối u ở vùng vòm miệng xâm lấn thường gây chảy máu ồ ạt, xâm lấn mũi miệng rộng. Bệnh nhân bị ảnh hưởng đến giọng nói, ăn uống. Điều trị sớm, bệnh nhân sẽ có khả năng khỏi bệnh cao, không bị ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hoặc tính mạng. Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học cho biết, thuật toán có thể cải thiện độ chính xác của sàng lọc nhũ ảnh, từ đây đã có thể giảm thiểu cho sự thiếu hụt bác sĩ chụp X-quang. DeepMind, thuộc sở hữu của Google, đã làm việc với các tổ chức của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh để phát triển AI. Chỉ trong vòng 2 năm qua, các nhà nghiên cứu của Cao đẳng Hoàng gia London, Đại học Tây Bắc, Bệnh viện Hoàng gia Surrey và Google Health đã sử dụng hệ thống hiểu sâu được phát triển bởi DeepMind trên hai bộ dữ liệu khác nhau về quét vú, một bộ của Mỹ và một bộ của Anh, cho thấy AI có thể đọc quang tuyến vú một cách chính xác. So sánh AI với các chuyên gia con người, hệ thống nói rằng đã nhìn thấy sự giảm các dương tính giả xuống 5,7% ở Mỹ và 1,2% ở Anh, cũng như giảm các âm tính giả xuống mức 9,4% ở Mỹ và 2,7% ở Anh. Bà Caroline Rubin, Phó Chủ tịch của Phóng xạ học lâm sàng, cho rằng dù nghiên cứu thành công, nhưng AI không thể thay thế hoàn toàn cho các bác sĩ con người mà nó đóng vai trò hỗ trợ công tác chẩn đoán. AI sẽ đóng vai trò giúp đỡ tối đa khi chúng trở thành đôi mắt thứ hai và là chiếc lưới an toàn.